Đầu gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2018. Đầu gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế Âu Á hộp gỗ hương vân đỏ của Nam Phi gồm có 6 món. Sản phẩm này chúng tôi đã có khách hàng đăng ký là một anh khách hàng ở huyện An Dương, Hải Phòng. Trên mình quý vị xem là Thành Luân đang hoàn thiện nốt khâu vuốt bóng cuối cùng để chuẩn bị bàn giao cho anh khách hàng tại An Dương, Hải Phòng. Toàn bộ các cái vân gỗ và bộ hương vân đỏ Nam Phi này là vân tự nhiên 100% đã được Thành Luân hoàn thiện xong phần bánh vali, còn nguyên vân gỗ. Video clip quý vị đang xem là được Thành Luân quay trực tiếp tại đồ gỗ Thành Luân cơ sở 2 nằm tại số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Tại hai cơ sở chúng tôi luôn luôn có những các cái bộ bàn ghế Âu Á hộp mà hàng chọn vân siêu VIP như thế này. Tại cơ sở 1 chúng tôi đang có rất nhiều những bộ chọn vân đẹp kinh điển như thế này, đang có rất nhiều. Quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu liên hệ trực tiếp với Thành Luân qua số điện thoại 0972 770888 và 0967 110389. Đồ gỗ Thành Luân tại hai cơ sở, tại cơ sở 1 ở đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Những bộ Âu Á hộp gỗ hương vân đỏ Nam Phi này Thành Luân sản xuất rất là nhiều. Và quý khách hàng nào có nhu cầu muốn đăng ký sở hữu ngay một trong những bộ bàn ghế phòng khách mẫu hiện đại và đẹp như thế này, liên hệ trực tiếp với Thành Luân để được biết giá tốt nhất cũng như là về quy cách từng sản phẩm một. Toàn bộ cái phần vân gỗ là tự nhiên 100%. Bộ này là dài 2m4, cột 12 phân. Cột này to 12 phân và chân là to 10 phân. Dài phủ bì là 2m4. Đang được Thành Luân chúng tôi hoàn thiện phần vec ly bóng cuối cùng và chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở An Dương, Hải Phòng. Toàn cảnh cơ sở 2 tại đồ gỗ Thành Luân tại số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Phía trong kia là chiếc đồng hồ quả nắc mẫu tứ trụ kiểu tân cổ điển, gỗ hương vân đỏ Nam Phi đã hoàn thiện. Và khách hàng nào có nhu cầu muốn sở hữu ngay liên hệ trực tiếp với đồ gỗ Thành Luân để được sở hữu những cái sản phẩm tuyệt đỉnh như thế này. Những cái bộ vân loang vân xoáy này chúng tôi đang còn rất nhiều, đang trưng bày tại hai cơ sở 1 và cơ sở 2. Quý khách hàng muốn sở hữu ngay những cái bộ hương vân đỏ Nam Phi đẹp như thế này liên hệ trực tiếp với Thành Luân để sở hữu. Thành Luân xin tạm dừng tại đây và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.